bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một chiếc quần ống suông kaki ba màu unisex nha các bạn. Đặc biệt với nửa lưng thun và nửa lưng tây, các bạn có thể diện form quần này với một cái tâm thế hết sức thoải mái. Các bạn sẽ xem qua một số hình ảnh của sản phẩm nha. Đó, với những cái màu sắc như thế này các bạn rất là dễ phối đồ ha. Đặc biệt thiết kế rất là trẻ trung. Các bạn trẻ rất là mê diện cái form quần này bởi vì cái sự tiện ích của nó rất là thoải mái. Đồng thời cái thiết kế là nửa lưng thun phía sau này nó có thể co giãn, các bạn dễ dàng vận động di chuyển hơn. Với cái form size thì nó thoải mái hơn, nó dễ mặc hơn. Ví dụ như đối với bạn nào mà hơi rộng hơn một chút, hơi hoặc là hơi chật hơn một chút, thì cái phần lưng thun này nó sẽ giúp cho các bạn cảm thấy hoàn hảo hơn ha. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee. Bán dòng sản phẩm này được đánh giá là 4.9 sao nha. Với 10,4 ngàn sản phẩm đã bán rồi và giá giảm hơn 30%, chỉ có 168.000 một chiếc quần như thế này. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng, hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Đánh giá 5 sao nè các bạn, sản phẩm rất đẹp à, giao hàng siêu nhanh vì đã lỡ giặt rồi nên không chụp hình được, mong shop thông cảm. Mình cao 1m50, nặng 43kg, mặc size S rất ok nha, vải cũng đẹp nữa ạ. Đồ siêu xinh luôn à, mà giao hàng cũng nhanh nữa, mua đồ bên shop là không bao giờ thất vọng cả. Nói chung thì đối với cái mẫu quần này mình đã sàng lọc qua khá nhiều shop trên các sàn thương mại điện tử. Đây là một shop mà mình đã sàng lọc được, bán hàng rất là uy tín nha các bạn. Chất lượng sản phẩm thì tuyệt vời, được đánh giá rất là cao và có cái lượng khách mua hàng rất là nhiều nha các bạn. Khi các bạn có nhu cầu mua hàng thì hãy an tâm về chất lượng các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.